tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong bản tin sáng ngày 3 tháng 6 hôm nay, mời quý vị theo dõi một số tin Canada và thế giới đáng chú ý sau đây. Đảng bảo thủ cấp tiến tỉnh Ontario đã giành được chính phủ đa số lần thứ hai liên tiếp các nhà lãnh đạo đảng NDP và tự do từ chức. Cảnh sát bắt giữ cậu bé 17 tuổi vì cáo buộc đe dọa trường học ở thành phố Brampton. Giá xăng tỉnh Ontario dự kiến sẽ tăng cao chưa từng thấy. Bệnh đầu mùa khỉ ở Canada, thành phố Toronto có 3 ca nhiễm mới, Alberta có ca đầu tiên. Các trường hợp nghi ngờ ở tỉnh bang New Brunswick. Hàng trăm người chờ bên ngoài văn phòng hộ chiếu ở Montreal vì tồn động của Service Canada. Doanh số bán nhà ở khu vực Vancouver dịu hơn trong tháng 5 do lãi suất đã hạ nhiệt thị trường. Cảnh sát Calgary cảnh báo chiêu lừa đảo nhắm vào các nam thanh thiếu niên. Trên thế giới, Tổng thống Putin đang điều trị ung thư và sống sót sau vụ ám sát, theo báo cáo của Mỹ. Liên minh OPEC tăng sản lượng dầu khí khi giá năng lượng tăng cao. Lần đầu tiên, Nhà Trắng trả lương cho sinh viên thực tập. Phẫn nộ dậy sống ở Pakistan khi một người phụ nữ bị cưỡng hiếp tập thể trên tàu hỏa Một người đàn ông Mỹ bị tuyên án tù chung thân vì lạm dụng tình dục trẻ em nam tuổi vị thành niên ở Việt Nam Vụ kiện triệu đô Johnny Depp và Amber Heard Tại sao năm tài tử lại thua ở Anh nhưng thắng ở Mỹ Và trong bản tin chi tiết sẽ có thêm một số tin tức đáng chú ý khác Mời quý vị theo dõi sau đây, mở đầu với phần tin chi tiết cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh Đảng bảo thủ cấp tiến Ontario giành được chính phủ đa số lần hai, các nhà lãnh đạo đảng NDP và tự do từ chức. Đảng bảo thủ cấp tiến do ông Doug Ford lãnh đạo đã chiến thắng trong cuộc đua cấp tỉnh và thành lập một chính phủ đa số lần thứ hai ở Ontario vào ngày thứ Năm. Trong khi đó, vào tối thứ Năm, hai nhà lãnh đạo của đảng NDP và đảng tự do đều đã tuyên bố từ chức chỉ 2 giờ sau khi hầu hết các khu bỏ phiếu đóng cửa vào lúc 9 giờ tối thì đảng PC đã dẫn đầu hoặc là dự kiến sẽ giành được ít nhất là 83 trong số 124 ghế ở Ontario. Ông Ford đã thắng một cách dễ dàng ở khu vực phía Tây Ontario tại Etobicoke North. Ngược lại thì bà Hoa và ông Del Duca quyết định từ chức nhà lãnh đạo NDP Andrea Hoa một lần nữa đã giành chiến thắng tại Hamilton Center, khu vực mà bà đã đứng đầu từ năm 2004. Đây là lần thứ tư mà bà được bao làm lãnh đạo sau khi nắm quyền vào năm 2009. Trong một bài phát biểu đầy xúc động trước những người ủng hộ ở Hamilton, bà Hoa nói rằng đã tới lúc bà nên nhường lại vị trí của mình. Đảng NDP đã trải qua 4 năm với tư cách là phe đối lập chính thức, nắm giữ 38 ghế trước cuộc bầu cử lần này. Theo kết quả bầu cử sáng nay thì đảng NDP chỉ còn 31 ghế. Hay nói cách khác, đảng Tân Dân Chủ NDP sẽ trở lại Queen's Park với tư cách là phe đối lập chính thức với 31 nghị sĩ, kết quả tốt thứ hai của NDP kể từ khi thành lập chính phủ vào năm 1990. Đêm bầu cử đã chứng minh một thảm họa hoàn toàn đối với đảng tự do Ontario, một nguồn tin cấp cao của đảng tự do còn nói rằng kết quả bầu cử lần này sẽ tồi tệ hơn sức tưởng tượng. Nhà lãnh đạo của đảng tự do Stephen Del Duca đã thua với tỷ số cách biệt lớn trong khu vực quan thuộc của ông tại Vaughan, Woodbridge và đảng tự do chỉ chiếm thêm một ghế bổ sung với tổng cộng là 8 ghế. Và chỉ vậy là không đủ để giành lại vị thế của đảng. Số ghế đó chỉ nhiều hơn thành tích của chính đảng này vào năm 2018 khi mà đảng này bắt đầu suy tàn sau hơn 15 năm cầm quyền. Ông Del Duca cho biết ông sẽ tư chức và cuộc tìm kiếm lãnh đạo mới sẽ diễn ra sớm nhất có thể ông Del Duca đã được bầu làm lãnh đạo của đảng chỉ vài ngày trước đợt đóng cửa COVID-19 đầu tiên vào năm 2020. Trong khi đó, thì lãnh đạo của đảng xanh Mike Schreiner đã tái đắc cử ở khu vực Guelph của ông. Ông đã trở thành đại biểu của đảng xanh đầu tiên tại Quốc hội tỉnh Ontario trong cuộc bầu cử của năm 2018. Cảnh sát bắt giữ cậu bé 17 tuổi vì bị cáo buộc đe dọa trường học tại Brampton. Cảnh sát vùng Peel đã buộc tội một cậu bé ở tuổi teen sau khi cậu đưa ra lời đe dọa chống lại một trường học ở tỉnh Brampton trên mạng xã hội. Cảnh sát cho biết họ đã được cảnh báo về những tin nhắn đáng lo ngại trên mạng xã hội vào ngày thứ tư. Họ không nêu rõ nội dung của các bài đăng hoặc là những lời đe dọa đó, nhưng nó nhằm vào một trường học ở khu Mississauga Road và Bove Drive. Hôm thứ Năm, cảnh sát thông báo rằng một cậu bé 17 tuổi đã bị bắt và bị buộc tội vì đe dọa giết người hoặc là gây thương tích. Danh tính của cậu ta không được tiết lộ theo điều khoản đạo luật tư pháp hình sự thanh niên. Cảnh sát cho hay họ sẽ điều tra các bài đang mang tính đe dọa trên mạng xã hội và những người bị phát hiện có trách nhiệm có thể bị buộc tội. Các sự việc tương tự cũng đã được báo cáo tại một số trường hợp trên toàn khu vực trong vài ngày qua, Cảnh sát Hamilton đã bắt và buộc tội một cô gái 14 tuổi vào ngày thứ Năm sau khi cô có lời đe dọa chống lại một trường học. Một thiếu niên đã bị bắt khi mà cố gắng đâm một sĩ quan cảnh sát ở Burnaby, tỉnh BC. Một thiếu niên 15 tuổi đang bị giam giữ sau khi bị cáo buộc là cố gắng đâm một cảnh sát ở khu phố West Street của Burnaby, các nhà chức trách cho biết một sĩ quan RCMP đang ngồi trong một chiếc xe cảnh sát đang đậu ở khu phố West Hastings và Dutton Avenue vào tối thứ Tư thì bị một thiếu niên tiến đến và có những cử chỉ xúc phạm về phía anh ta. Thiếu niên này đã làm những động tác như thế này nhiều lần, làm gì muốn gây chuyện với cảnh sát đang ngồi trong xe. Khi cảnh sát bước ra khỏi xe thì tên thiếu niên này đã cho là đe dọa giết sĩ quan cảnh sát. Cảnh sát đã cố gắng bắt giữ nghi phạm nhưng mà thiếu niên được cho là đã rút dao và định đâm viên cảnh sát. Thanh niên sau đó bỏ trốn đến một nơi gần đó. Cảnh sát RCMP tại Burnaby cho biết, dựa trên hành vi thất thường của nghi phạm và lo lắng về an toàn công cộng, khu vực ngay lập tức đã bị đóng cửa khi mà cảnh sát cố gắng thương lượng với nghi phạm và gia đình của anh ta. Nghi phạm đã không chịu hợp tác và tiếp tục hành xử thất thường trong khoảng thời gian một tiếng đồng hồ trước khi đầu hàng thiếu niên 15 tuổi này đã bị bắt vì tấn công bằng vũ khí và buông lời đe dọa sau 8 giờ tối, mặc dù cảnh sát nói rằng không có thương tích. Giá xăng ở tỉnh bang Ontario dự kiến sẽ tăng cao chưa từng thấy. Một chuyên gia cho biết giá xăng ở tỉnh Ontario sắp đạt mức cao chưa từng có vào cuối tuần này. Ở hầu hết các tỉnh, giá dự kiến sẽ đạt 2,10 đến 2,11 đô la mỗi một lít vào thứ Bảy, theo ông Dan McTay, Chủ tịch Hội đồng Năng lượng Giá Rẻ cho biết, vào thứ Năm thì giá xăng đã tăng 1 cent lên mức 2,039 đô la mỗi một lít. Và thứ Sáu, nó sẽ tăng thêm 5 cent mỗi một lít lên 2,089 đô la mỗi một lít. Và trừ khi có điều gì bất ngờ xảy ra, chúng ta lại sẽ phải trả 2,109 đô la vào thứ Bảy, ông nói. Nhu cầu mùa hè đang khiến tình hình ở tỉnh Ontario trở nên tồi tệ hơn khi nhiều người đang ra ngoài đường hơn. Trong chiến dịch tranh cử, đảng bảo thủ cấp tiến đã hứa sẽ tạm thời giảm thuế xăng ở Ontario 5,7 cent mỗi một lít trong 6 tháng kể từ ngày 1 tháng 7. Ông McTay cho biết, ông sẽ không ngạc nhiên nếu giá xăng ở tỉnh Ontario lên tới 2,25 đô la mỗi một lít vào cuối mùa hè. Ottawa thắp sáng các địa danh màu tím cho năm lễ bạch kim của nữ hoàng các địa danh ở Ottawa bao gồm Peace Tower, Thượng viện và Văn phòng Thủ tướng trên phố Wellington đã được chiếu sáng bằng màu tím vào tối thứ năm hôm qua để đánh dấu năm thánh bạch kim của nữ hoàng. Một ngọn hải đăng cũng đã được thắp sáng tại thủ đô của Canada, một trong số nhiều ngọn hải đăng trên khắp đất nước và ở các nước trong khối tình vượng chung để kỷ niệm 70 năm ngày lên ngôi của nữ hoàng những người thổi cạn túi trên khắp Canada và khối thịnh vượng chung đã chơi một giai điệu được sáng tác cho dịp này, trong khi các cộng đồng tổ chức các sự kiện như là tiệc đường phố, thánh thành các khu vườn kỷ niệm và thậm chí là có cả buổi biểu diễn mua rối. Cao ủy Anh cũng được thắp sáng bằng màu tím từ thứ Năm đến cuối tuần, khi lễ kỷ niệm sẽ tiếp tục với một bữa tiệc đường phố tại dinh thự chính thức của Cao ủy. Liên quan đến đậu mùa khỉ ở Canada, thành phố Toronto có 3 ca nhiễm mới, tỉnh Alberta có ca đầu tiên và một số trường hợp nghi ngờ ở tỉnh bang New Brunswick. Toronto Public Health đã báo cáo thêm 3 trường hợp đã được xác nhận mắc bệnh đậu mùa khỉ. Trong một thuyết được đăng vào chiều thứ Năm, đơn vị y tế cho biết tính đến 3 giờ chiều thứ Năm đã có tổng cộng 5 trường hợp dương tính, 5 trường hợp khác vẫn đang được điều tra. Trong khi đó, thì một ca dương tính với bệnh đồng mùa khỉ đã được xác nhận ở tỉnh bang Alberta theo Giám đốc Y tế của tỉnh. Tiến sĩ Dina Hinshaw đã đăng trên Twitter rằng trường hợp ở Alberta có liên hệ chặt chẽ với một trường hợp được biết đến bên ngoài tỉnh. Tiến sĩ Hinshaw không cho biết cá nhân bị nhiễm bệnh sống ở đâu. Bà cho biết sẽ không tiết lộ thông tin nhận dạng về người này để bảo vệ quyền riêng tư của bệnh nhân. Còn ở tỉnh bang New Brunswick, một số người đã hết sức ngạc nhiên khi Bộ trưởng Y tế của tỉnh thông báo về một trường hợp nghi ngờ mắc bệnh động mùa khỉ ở tỉnh này trong buổi sáng thứ tư giữa phiên chất vấn, trong một tuyên bố, New Brunswick Public Health cho biết, trường hợp liên quan đến du lịch vẫn bị nghi ngờ vào thời điểm này và những người liên hệ gần của người đó đã được thông báo, nhưng họ không tin rằng bệnh đã lây sang bất kỳ ai khác. Trường trung học ở khu vực Montreal đóng cửa trong ngày thứ hai vì mối đe dọa vũ trang. Trường trung học Madeleine ở La Prairie đã bị đóng cửa vào hôm thứ năm do cảnh sát đã điều tra các mối đe dọa đối với trường. Trường học đóng hủy các lớp học trong ngày thứ hai liên tiếp để đề phòng khi cảnh sát Russellon xem xét một mối đe dọa có vũ trang đã được báo cáo vào chiều thứ ba. Theo một phát ngôn viên cảnh sát, vào khoảng 1 giờ 30 chiều, các học sinh cho biết đã nhìn thấy một học sinh dường như mang theo vũ khí ở bên ngoài trường học trên đại lộ Tashro cảnh sát cho biết các nhà điều tra đang cố gắng điều tra các báo cáo về một vũ khí trong trường và liệu một học sinh có liên quan hay không cảnh sát đã nói chuyện với một số sinh viên nhiều nhân chứng dự kiến sẽ được phỏng vấn vào thứ năm để làm sáng tỏ các sự kiện trong một bản cập nhật vào cuối buổi chiều thứ năm cảnh sát cho biết hai học sinh cả hai đều là trẻ vị thành niên đã bị bắt và thẩm vấn trong một thông cáo báo chí cảnh sát cho biết hai vũ khí hóa ra là đồ chơi đã bị thu giữ Vụ việc sẽ được giao cho văn phòng công tố Quebec để đánh giá và đưa ra quyết định về việc có nộp đơn tố cáo hay không. Hàng trăm người chờ ở phía bên ngoài của văn phòng hộ chiếu Montreal vì tồn động của Service Canada. Ghế cấm trại, chăn và túi ngủ đã được mang tới khi mà hàng trăm người dân Montreal chuẩn bị cho những hàng dài để được gia hạn hộ chiếu vào ngày thứ Năm khoảng 350 người đã xếp hàng ở phía bên ngoài của văn phòng hộ chiếu St. Lawrence trong vài tuần qua. Dòng người vào ngày thứ Năm kéo dài xung quanh toàn bộ trung tâm mua sắm Gallery St. Lawrence. Hầu hết những người chờ đợi nói rằng họ đã đến đó hàng giờ trước giờ mở cửa và đối với nhiều người, đây không phải là lần đầu tiên của họ. Hiện tại thì văn phòng chỉ đang tiếp nhận các trường hợp khẩn cấp với các chuyến bay hoặc là kế hoạch du lịch dự kiến trong 24 cho đến 48 giờ tới mọi người đang được yêu cầu quay trở lại khi gần với ngày du lịch hơn. Doanh số bán nhà tại khu vực Vancouver dịu hơn trong tháng 5 do lãi suất đã hạ nhiệt thị trường. Hội đồng bất động sản của Greater Vancouver cho biết doanh số bán nhà trên toàn khu vực đã trở lại mức độ thông thường hơn và có những dấu hiệu dù nhỏ nhưng cho thấy việc tăng giá liên tục có thể giảm bớt. Một tuyên bố từ Hội đồng Quản trị báo cáo 2.918 căn nhà được bán trên toàn khu vực bao phủ bởi Greater Vancouver trong tháng 5, thấp hơn gần 32% so với mức ghi nhận vào tháng 5 của năm 2021 và thấp hơn 9,7% so với số lượng nhà được sang tay vào tháng trước. Chủ tịch của Hội đồng Quản trị Daniel John cho biết doanh số tháng 5 của năm 2022 cũng thấp hơn 12,9% so với mức trung bình 10 năm, trong khi số lượng bất động sản được giao bán trong tháng 5 chỉ tăng hơn 4% so với tháng trước. Hội đồng Quán trị cho biết tỷ lệ bán nhà so với nhà được giao bán cho các town Homes và các căn hộ đạt mức cao nhất 35% vào tháng trước, trên mức 20% mà có thể gây áp lực tăng giá. Trong khi đó thì tỷ lệ đối với nhà biệt lập là 18,3%, gần với mức 12% mà có thể đưa giá nhà đi xuống. Giá chuẩn tổng hợp cho tất cả các bất động sản nhà ở trong khu vực được Hội đồng Bất động sản Greater Vancouver thống kê là 1.261.100 đô la tăng 14,7% so với tháng 5 của năm 2021 và giảm 0,3% so với tháng 4 của năm 2022. Ông John cho biết các mức tăng giá ổn định đã bắt đầu giảm bớt trong 2 tháng qua, nhưng mà việc người mua nhà thiếu sự lựa chọn vẫn là yếu tố chính khi thị trường ngồi đi. Ông cũng chỉ ra rằng những dấu hiệu tích cực bao gồm cả lãi suất tăng là yếu tố đã khiến cho người mua suy nghĩ thấu đáo hơn trước khi đưa ra quyết định của họ. Cảnh sát Calgary cảnh báo về chiêu lừa đảo nhắm vào các thanh thiếu niên. Cảnh sát tại thành phố Calgary đang giống lên hồi chuông báo động sau khi hàng chục thanh niên, bao gồm cả trẻ phí thanh niên đã bị lừa gửi những bức ảnh thân mật kèm theo những lời đe dọa tống tiền và nói thêm rằng những báo cáo đó có thể chỉ là một lượng nhỏ trong số rất nhiều trường hợp khác. Trong năm tháng đầu năm, cảnh sát đã nhận được 48 báo cáo tống tiền tình dục, tiếng Anh gọi là sextortion, chủ yếu là nhắm vào các nam thiếu niên. Sextortion là khi một người đương nhiên là họ dùng tên giả đã thành công lừa gạt một người khác để lấy ảnh và video khỏa thân và sau đó đe dọa chia sẻ với bạn bè của mục tiêu trừ khi được trả tiền chuộc cảnh sát nói rằng những trường hợp này có thể là một thách thức đối với họ vì phạm vi tiếp cận toàn cầu của internet những kẻ lừa đảo có thể không phải là người địa phương giám đốc giáo dục của một nhóm an ninh trực tuyến cho biết đôi khi kẻ lừa đảo đã sử dụng cách tiếp cận lâu dài và tạo dựng lòng tin theo thời gian. Khởi đầu bi thảm cho mùa mô tô của tỉnh Alberta với 4 người tử vong. 4 người Alberta đã chết trong các vụ tai nạn xe máy vào tháng trước, thu hút sự chú ý đến hiện tượng mà một hiệp hội an toàn đang gọi là một vấn đề khó chịu và có thể ngăn ngừa được. Theo Hiệp hội An toàn xe máy Alberta, đã có 4 người tử vong ở tỉnh vào tháng 5 với ba người trong số họ ở quanh vùng Calgary, vụ va chạm mới nhất ở tỉnh bang Alberta là giữa một chiếc xe bus chở học sinh và một chiếc xe máy ở Airdrie, Alberta. Lian Langlois, chủ tịch hiệp hội an toàn xe máy Alberta cho biết, tổ chức này đang cố gắng giảm bớt số lượng các vụ tai nạn xe máy. Năm 2020, toàn tỉnh có 20 vụ va chạm làm 21 người tử vong. Năm ngoái thì có 19 vụ va chạm dẫn đến 20 người tử vong. Hiệp hội theo dõi các trường hợp tử vong và cho biết, trong hai năm qua, 80% trường hợp tử vong liên quan đến xe máy xảy ra ở các vùng nông thôn. Thủ tướng Trudeau ký kết thỏa thuận đòi đất trị giá 1,3 tỷ đô la lịch sử với cộng đồng Siksika First Nation. Thủ tướng Justin Trudeau và thủ lĩnh của quốc gia bản địa Siksika đã ký một thỏa thuận hoàn trả đất lịch sử thứ mà chính phủ liên bang coi là một trong những thỏa thuận lớn nhất thuộc loại này ở canada thủ tướng trudeau và ông mark miller là bộ trưởng quan hệ hoàng gia bản địa đã tham gia lễ ký kết hôm thứ năm tại sixika first nation cùng với thủ lĩnh quốc gia là ore crawford hội đồng và các thành viên cộng đồng chính phủ liên bang cho biết sự chiếm đóng có từ hơn một thế kỷ trước khi canada phá vỡ lời hứa của hiệp ước blackfoot và lấy gần một nửa đất dự trữ của quốc gia Sixica, bao gồm một số đất nông nghiệp, để bán cho những người định cư trong khu vực. Thỏa thuận cung cấp khoản bồi thường 1,3 tỷ đô la cho Sixica Nation để giải quyết các khiếu nại về đất đai còn tồn động, trong đó bao gồm khoảng 46.500 ha ở khu bảo tồn Sixica và bị Canada tước đoạt một số quyền khoáng sản. Ông Trudeau cho biết, điều quan trọng là phải tiến về tương lai với tư cách là đối tác của những người bản địa. Thủ lĩnh Crawford cho biết thỏa thuận này không bù đắp cho những sai lầm trong quá khứ, nhưng nó sẽ tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của mọi người. Cập nhật về tình hình COVID tại Canada, tính tới tối ngày 2 tháng 6, Canada báo cáo có thêm 5.091 ca COVID-19 mới. Tổng số ca COVID-19 của Canada hiện nay là 3.878.664 ca, và có thêm 1.230 ca được báo cáo đã hồi phục và vẫn còn 300.535 ca còn bệnh. Có thêm 120 ca tử vong và nâng tổng số ca tử vong lên 41.225 tính cho đến nay. Đến nay đã có hơn 85,5 triệu mũi vắc xin đã được tiêm trên khắp Canada, trong đó có hơn 33 triệu người hay là hơn 86,4% dân số đã được tiêm ít nhất một liều và trên 82,1% dân số đã tiêm hai liều đã có hơn 90,9% số người từ 5 tuổi trở lên đã tiêm một liều và 86,3% đã tiêm hai liều. Đã có hơn 48,8% dân số đã được tiêm chủng đầy đủ với mũi tiêm tăng cường, trên 18,6 triệu mũi tiêm thứ ba đã được tiêm. Ontario báo cáo có 1.038 ca bệnh mới và 2 ca tử vong trong tháng trước. Quebec, các quan chức y tế đã công bố có 669 ca bệnh mới cũng như có 6 trường hợp tử vong mới tỉnh Manitoba có 416 ca bệnh mới và 15 ca tử vong trong 7 ngày qua. Nova Scotia, trong 7 ngày qua, tỉnh đã ghi nhận có 1.563 ca nhiễm mới và 13 ca tử vong. Tỉnh BC, cũng trong 7 ngày qua, thì tổng số có 1.163 ca nhiễm mới và 44 ca tử vong. Tỉnh Saskatchewan trong tuần trước đã ghi nhận có 364 ca bệnh mới và 10 ca tử vong. quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Chúng tôi kính mời quý vị đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo ngay kế bên để đón theo dõi những video mới tiếp theo. Và để ủng hộ cho chương trình, xin quý vị đừng quên nhấn nút like, comment và share video đến cho nhiều người xem. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Tiếp theo trong bản tin, mời quý vị theo dõi một số tin tức thế giới đáng chú ý sau đây. Tổng thống Putin đang điều trị ung thư và đã sống sót sau vụ ám sát, theo báo cáo của Mỹ. Thụy Điển sẽ cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Ukraine. Đồng minh OPEC Cộng tăng sản lượng dầu khí khi giá năng lượng tăng cao. Hà Lan bật mí về sản xuất khí đốt ở biển Bắc với Đức. Khối châu Âu sẽ cử hơn 200 lính cứu hỏa đến Hy Lạp vào mùa hè này. Lần đầu tiên, Nhà Trắng trả lương cho sinh viên thực tập vẫn nộ dậy sóng ở Pakistan khi một người phụ nữ bị cưỡng hiếp tập thể trên tàu hỏa. Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng tình hình Covid-19 ở Triều Tiên có khả năng trở nên tồi tệ hơn. Người đàn ông Mỹ bị tuyên án tù chung thân vì lạm dụng tình dục trẻ em nam tuổi vị thành niên ở Việt Nam. Bị cáo người Việt Nam trong vụ bắt cóc cựu giám đốc điều hành dầu khí Việt Nam Trịnh Xuân Thanh năm 2017 bị dẫn độ sang Đức. Vụ kiện triệu đô Johnny Depp và Amber Heard Tại sao nam tài tử lại thua ở Anh nhưng thắng ở Mỹ? Sau đây là bản tin chi tiết mời quý vị tiếp tục theo dõi cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh. Theo một báo cáo của Hoa Kỳ thì Tổng thống Nga Vladimir Putin đang điều trị ung thư và sống sót sau vụ ám sát. Sau một vụ ám sát thất bại nhằm vào ông vào tháng 3, Ông Putin đã biến mất khỏi mắt của công chúng trong một khoảng thời gian vào tháng 4 khi ông được cho là điều trị bệnh ung thư giai đoạn cuối. Các nhà lãnh đạo cấp cao của tình báo Mỹ chia sẻ báo cáo với Newsweek và mô tả nhà lãnh đạo Nga ngày càng bị cô lập, hoang tưởng và sợ hãi khi sự tranh đấu với các vấn đề sức khỏe của ông cũng như bất đồng trong nội bộ của nước Nga ngày càng gia tăng ông Putin đã trở thành chủ đề của những đồn đoán về sức khỏe của mình, nhất là kể từ năm 2016, khi hãng truyền thông độc lập Nga Proet đưa tin rằng Putin đã đi cùng với một nhóm từ 5 cho đến 13 bác sĩ mỗi lúc vào năm 2016 cho đến năm 2017. Chẳng hạn như một chuyên gia tai mũi họng, một bác sĩ chuyên khoa về bệnh chuyên nhiễm và bác sĩ phẫu thuật thần kinh. Theo Proet thì 12 chuyên gia bao gồm bác sĩ cá nhân, bác sĩ phẫu thuật thần kinh và chuyên gia phục hồi chức năng đã đến bệnh viện Sochi gần với nơi ở của ông Putin vào tháng 11 năm 2016. Tổng thống Nga cũng biến mất khỏi tầm nhìn của công chúng vào giữa tháng 8 của năm 2017 khi ông gặp bác sĩ phẫu thuật ung thư là Evgeny Selivanov. Một bác sĩ mà Proet đã tuyên bố là bay đến các địa điểm của Putin 35 lần trong 4 năm qua. Đại dịch Covid-19 cho thấy dấu hiệu gia tăng chứng hoang tưởng bởi ông Putin khi mà ông áp đặt các quy trình cách ly một cách nghiêm ngặt, chẳng hạn như cách ly trong hai tuần trước đó và yêu cầu du khách đi qua một đường hầm khử trùng. Ngoài ra thì từ các bức ảnh với các cuộc gặp của các nhà lãnh đạo thế giới, người ta nhìn thấy ông ngồi với chiếc bàn dài đặc biệt. Nga dường như cũng đã tăng cường những phản ứng trước những bất đồng chống lại ông Putin. Các hãng đưa tin đối lập bị kiểm duyệt các chính trị gia bị bắt giữ và ông Putin ngày càng trở nên cô lập với những chỉ trích gia tăng nổi bật là vụ ám sát rõ ràng mà Cục trưởng Cục tình báo quốc phòng của Ukraine Kirill Budanov cho biết sự việc đã xảy ra vào tuần trước. Trong tháng 5, suy đoán rằng Putin đang có vấn đề về sức khỏe càng gia tăng. Một tài việc Nga cho biết ông Putin đang bị ung thư máu trong một đoạn băng ghi âm bị rò so rỉ trên tạp chí New Life. Richard Dearlove là lãnh đạo của cơ quan gián điệp MI6 của Anh đã gợi ý trong một podcast gần đây nói rằng Putin đang có vấn đề về sức khỏe. Một ý kiến mà cựu giám đốc MI6 của Nga Christopher Steele cũng đồng ý trong một cuộc phỏng vấn của ông với đài phát thanh LBC của Anh. Thủy Điển sẽ cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Ukraine. Bộ trưởng Bộ Tài chánh Michael Damper và Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hawkins cho biết Thụy Điển sẽ cung cấp cho Ukraine nhiều viện trợ kinh tế và thiết bị quân sự, bao gồm cả tên lửa chống hạm, súng trường và vũ khí chống tăng. Các đề xuất được đây trên lưng quốc hội, có nghĩa là nguồn vốn được phân bổ cho ngân sách chính phủ trung ương, sẽ tăng thêm 1 tỷ xét tức là khoảng 102 triệu Mỹ Kim vào năm 2022. Vào hồi tháng 2, Thủy Điện đã thông báo sẽ gửi thêm 500 vũ khí chống tăng, mũ bảo hiểm và áo giáp cho Ukraine và vào tháng 3 tuyên bố sẽ gửi thêm 500 vũ khí chống tăng. Liên minh OPEC cộng tăng sản lượng dầu trong khi giá năng lượng tiếp tục tăng cao. OPEC và các nước đồng minh bao gồm Nga sẽ tăng sản lượng thêm 648.000 thùng mỗi ngày trong tháng 7 và tháng 8, mang lại sự cứu trợ khiêm tốn cho nền kinh tế toàn cầu đang chịu ảnh hưởng của giá năng lượng tăng cao và lạm phát. Quyết định hôm thứ năm đã đẩy mạnh tốc độ của OPEC cộng trong việc hồi phục các khoảng cắt giảm được thực hiện trong thời kỳ tồi tệ nhất của đại dịch suy thoái tập đoàn đã bổ sung lượng ổn định là 432.000 thùng mỗi ngày mỗi tháng để khôi phục dần việc cắt giảm sản lượng từ năm 2020. Động thái tăng sản lượng nhanh hơn kế hoạch diễn ra trong bối cảnh mà giá dầu thô đã tăng đẩy giá xăng lên mức cao kỷ lục ở Mỹ. Có những lo ngại rằng giá năng lượng tăng có thể làm chậm nền kinh tế toàn cầu. Thỏa thuận của Liên minh châu Âu về việc chấm dứt hầu hết việc nhập khẩu dầu từ Nga đã đẩy giá dầu lên cao hơn. Giá xăng và dầu diesel cũng tăng do không có khả năng lọc dầu để biến dầu thô thành nhiên liệu động cơ. Tại Hoa Kỳ thì giá dầu thô đã tăng 54% kể từ đầu năm và giá của xăng dầu cũng bị kéo theo. Tại Hoa Kỳ thì mức giá trung bình của xăng vào ngày thứ năm là 4,71 Mỹ Kim một gallon giá dầu thô chiếm khoảng một nửa giá xăng tại các trạm bơm ở Mỹ và giá có thể tăng cao hơn nữa khi mà mùa hè lái xe đang diễn ra. Giá xăng tăng cao đối với người lái xe là một yếu tố tiềm ẩn trong chính trị của Hoa Kỳ với cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ sắp diễn ra vào cuối năm nay. Tại Đức, chính phủ đã tìm cách giảm nhẹ tác động của lạm phát năng lượng đối với tài chính của người tiêu dùng bằng cách giảm giá sau các vé xe công cộng, cho phép sử dụng không giới hạn các chuyến tàu địa phương, tàu địa ngầm và xe bus với giá 9 euro, tương đương với 10 Mỹ Kim mỗi một tháng. Hà Lan bật mí về sản xuất khí đốt ở biển Bắc với Đức Hà Lan đã công bố phê duyệt kế hoạch khai thác khí đốt tự nhiên cùng với Đức. Từ các giếng ngoài khơi dự kiến sẽ được khoan gần với hệ sinh thái được bảo vệ ở biển Bắc. Động thái này diễn ra sau quyết định của Nga cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Hà Lan sau khi nước này từ chối thanh toán nhiên liệu hóa thạch bằng đồng rúp theo yêu cầu của Moscow. Theo Bộ Kinh tế Hà Lan, các giếng khí đốt mới sẽ cung cấp từ 2 tỷ đến 4 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm. Bộ đã bật đèn xanh cho dự án xuyên biên giới vào thứ Tư và bang Lower Saxony của Đức dự kiến sẽ sớm cho phép dự án này. Dự án đã bị đình trệ do bị Đức phản đối, nhưng Bộ Hà Lan không thứ Tư cho biết rằng Lower Saxony Hiện đang đưa ra một quyết định khác vì cuộc chiến ở Ukraine. Cả Đức và Hà Lan đều đang tranh giành để bảo đảm nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên sau khi Nga tuyên bố cắt đứt công ty Gas của Hà Lan. Đức đã tiếp tục mua khí đốt của Nga sau cuộc tấn công của Nga vào Ukraine nhưng cũng đang tìm cách đa dạng hóa các nguồn trong trường hợp bị gián đoạn. Nga cung cấp khoảng 15% nguồn cung cấp khí đốt cho Hà Lan. Nhưng Đức thì nhận khoảng 55% tổng nguồn cung cấp khí đốt từ Nga theo tổ chức nghiên cứu Agora Energy One ở Đức. Kế hoạch là để các vòi được bật vào năm 2024 sau khi tất cả các quyền được cung cấp. Nhưng các nhà bảo vệ môi trường đã đưa ra những lo ngại về các hệ sinh thái xung quanh đảo Zomonikuk của Hà Lan và người hàng xóm Borkum của Đức, cách đó 10 km, tức là 6 dặm về phía đông. Một tập đoàn của Hà Lan cho biết họ muốn xây dựng một dàn khoang ở vùng nước nông của biển Wadden ở phía nam quần đảo với một đường ống đi kèm đưa khí đốt vào bờ. Khu vực này là nơi có các bãi triều và đất ngập nước, đồng thời là một hệ sinh thái được bảo vệ và một điểm nóng đa dạng sinh học. Chính phủ Hà Lan cho biết họ đang thực hiện các bước bao gồm di chuyển dự án ra xa trại nuôi hào, không xả dung dịch khoang ra biển và đưa nước thải sinh ra trong quá trình sản xuất khí qua một bộ lọc tuyên bố của Bộ Hà Lan không bao gồm ước tính về lượng phát thải khí nhà kính liên quan đến dự án này. khối châu Âu sẽ cử hơn 200 lính cứu hỏa đến Hy Lạp vào mùa hè này. Ủy ban châu Âu cho biết, hơn 200 lính cứu hỏa và thiết bị từ Bulgaria, Phần Lan, Pháp, Đức, Romania và Na Uy sẽ đóng quân tại Hy Lạp để hỗ trợ ngay lập tức trong trường hợp cháy rừng lớn trong mùa hè. Một loạt các đám cháy rừng đã thiêu rụi khoảng 300.000 mẫu rừng và đất bụi ở các vùng khác nhau của Hy Lạp vào mùa hè năm ngoái, giữa đợt nắng nóng tồi tệ nhất trong 30 năm qua của đất nước này. Sau những lời chỉ trích gay gắt về cách ứng phó với hỏa hoạn, chính phủ Hy Lạp đã thành lập một bộ bảo vệ dân sự mới và hứa sẽ tăng cường năng lực chữa cháy như một phần của cuộc chiến nhằm giải quyết tình trạng ấm lên toàn cầu. Sự hỗ trợ được tài trợ và phối hợp theo cơ chế bảo vệ dân sự của khối châu Âu sẽ thay cho các máy bay chữa cháy sẵn có cho các nước thuộc Liên minh châu Âu trong khuôn khổ nguồn lực dự trữ của khối. Lần đầu tiên Nhà Trắng trả lương cho sinh viên thực tập. Chính quyền tổng thống Biden cho biết, các sinh viên thực tập tại Nhà Trắng lần đầu tiên sẽ được trả lương trong một sự thay đổi nhằm làm cho chương trình thực tập của nước này dễ tiếp cận hơn với các sinh viên có thu nhập thấp. Các kỳ thực tập được trả lương đầu tiên sẽ bắt đầu vào mùa thu với thời gian 14 tuần. Thực tập sinh sẽ được trả 750 đô la một tuần, chia làm hai lần. Tiền trả lương sẽ đến từ các quỹ đã được quốc hội thông qua trong năm nay. Thực tập thường xuyên có thể là bước đầu tiên để đạt được một công việc ở Nhà Trắng. Quốc hội chỉ chuyển sang bắt đầu trả lương cho thực tập sinh vào năm 2019. Tuy nhiên, những người nhận được những công việc thực tập đó vẫn là người da trắng áp đảo theo một nghiên cứu về các thực tập sinh trong đại hội lần thứ 116 của năm 2019-2020 của Pay Our Interns là một nhóm phi lợi nhuận do hai cựu thực tập sinh da màu. Hơn một nửa trong số họ theo học tại các trường đại học tư thục, mặc dù chỉ một phần tư sinh viên đại học Mỹ làm như vậy, theo nhóm cho biết. phẫn nộ dậy sóng ở pakistan khi mà một người phụ nữ bị cưỡng hiếp tập thể trên tàu hỏa một vụ cưỡng hiếp tập thể một phụ nữ trên một chuyến tàu hỏa đang di chuyển đã làm dấy lên sự phẫn nộ ở pakistan và đổ dồn sự chú ý vào quyền phụ nữ nghèo nàn ở quốc gia này ba người đàn ông, một trong số họ là nhân viên soát vé, đã bị buộc tội cưỡng hiếp một người phụ nữ 25 tuổi, hiện đang làm mẹ của hai đứa trẻ. Theo Bộ Đường sắt của Pakistan cho biết, vụ tấn công tình dục diễn ra sau khi những người đàn ông này đã yêu cầu người phụ nữ di chuyển tới một khoang tàu có máy điều hòa. Cả ba người đàn ông này đều đã bị bắt vì bị tình nghi cưỡng hiếp. Vụ việc đã làm giấy lên sự giận dữ trong nền dân chủ của 220 triệu dân, vốn có thành tích kém trong việc bảo vệ quyền của phụ nữ. Pakistan còn là nơi mà các hành vi tàn bạo thường xuyên xuất hiện trên mặt báo bao gồm những vụ bạo lực dựa trên cơ sở về giới tính và nạn tấn công tình dục bất chấp việc pakistan đã áp dụng luật chống hiếp dâm gần đây trong đó cho phép tòa án ra lệnh thiến hóa học đối với tội phạm tình dục bị kết tội cưỡng hiếp nhiều lần các nhà hoạt động nói rằng quốc gia này vẫn tiếp tục khiến cho phụ nữ của đất nước thất vọng pakistan cũng không có luật hình sự hóa bạo lực gia đình trên cả nước khiến cho nhiều người trở thành nạn nhân của các vụ hành hung Bồ Đào Nha đang xảy ra một mức tăng đột biến do biến thể phụ Omicron. Dữ liệu mới nhất của EU cho thấy Bồ Đào Nha hiện nay là một điểm nóng về nhiễm coronavirus ở châu Âu. Biến thể phụ Omicron BA.5 được cho là nguyên nhân của mức tăng đột biến này. Nó đang đến vào thời điểm mà nhiều du khách tới trung tâm nghỉ lễ sau nhiều hạn chế đại dịch đã được dỡ bỏ. Theo dữ liệu từ Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu, gọi tắt là OCDC, Bồ Đào Nha đã ghi nhận tỷ lệ mắc bệnh là 1.295 trường hợp mới trên 100.000 người trong khoảng thời gian 7 ngày. Các ca nhiễm bệnh ở nước này vượt xa so với nước láng giềng Tây Ban Nha, nơi có tỷ lệ mắc bệnh là 227, cũng như ở Đức chỉ là 337. Viện Y tế Công Cộng của Bồ Đào Nha cho biết 90% các ca nhiễm bệnh là do biến thể phụ BA.5 hầu hết các biện pháp hạn chế về coronavirus đã được dỡ bỏ tại Bồ Đào Nha và gần 90% những người đủ điều kiện để tiêm vaccine đã được tiêm phòng. Và sau đây là một số những diễn biến chính về dịch COVID-19 trên thế giới. Tại Hoa Kỳ, Pfizer và BioNTech đã đạt được một bước tiến quan trọng để tiến gần với việc cấp phép vaccine cho trẻ em dưới 5 tuổi. Các công ty đã hoàn tất việc nộp đơn lên Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ Hồ sơ của họ bao gồm dữ liệu 3 mũi COVID liều thấp hơn tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh mẽ ở trẻ em dưới 6 tháng. Không có xin coronavirus nào được chấp thuận cho trẻ em dưới 5 tuổi ở hầu hết các nơi trên thế giới. Tại châu Phi, thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm thứ Năm cho biết số ca tử vong do coronavirus ở lục địa châu Phi dự kiến sẽ giảm đáng kể so với năm 2021, sẽ giảm tới gần 94% vào cuối năm của năm 2022 chủ yếu là do việc tiêm chủng được cải thiện, phản ứng đối với đại dịch tốt hơn cũng như khả năng miễn dịch tự nhiên từ các đợt nhiễm trùng trước đó. Tại châu Âu, công ty dược phẩm Moderna cho biết họ sẽ trì hoãn các chuyến hàng vaccine COVID-19 với Liên minh châu Âu như là một phần của thỏa thuận với khối Ban đầu thì dự kiến sẽ được giao hàng vào quý 2 của năm, nhưng giờ sẽ bị đẩy lùi do nhu cầu về thuốc tiêm COVID đã giảm khi mà các quốc gia chuẩn bị cho các chiến dịch tăng cường tiềm năng vào mùa thu. Theo thỏa thuận sửa đổi với Moderna, thì các quốc gia thành viên EU cũng sẽ được tiếp cận với vaccine thế hệ tiếp theo của công ty nhắm mục tiêu vào chủng gốc và biến thể Omicron. Chuyển sang châu Á, thì Ấn Độ ghi nhận có 3.712 ca nhiễm COVID-19 mới trong 24 giờ qua, cao nhất trong gần một tháng, Bộ Y tế cho biết hôm thứ Năm. Thủ đô tài chánh tại Mumbai đã chiếm số lượng ca bệnh cao nhất với 739 ca nhiễm được xác nhận, 96% trong số đó có triệu chứng. Tuy nhiên, số người nhập viện vẫn là thấp và không cần phải lo lắng. Vào hôm thứ Năm, thì Nhật Bản cũng đã bắt giữ một quan chức thuế vì bị cáo buộc có hành vi âm mưu gian lận liên quan tới COVID-19. Các nhà báo truyền thông nói rằng quan chức 24 tuổi và bạn của anh ta đã bị bắt vì họ có thể đã đánh cắp khoảng 1,5 triệu đô la từ quỹ cứu trợ COVID-19 thông qua các hành vi gian lận. WHO cho rằng tình hình COVID-19 ở Triều Tiên có khả năng trở nên tồi tệ hơn. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đặt ra nghi ngờ về tuyên bố về những tiến bộ của Triều Tiên trong cuộc chiến chống lại COVID-19. Theo đó, thì cơ quan Liên Hợp Quốc tin rằng tình hình ở đó đang tồi tệ hơn chứ không phải là tốt hơn do thiếu dữ liệu độc lập. Hãng thông tấn nhà nước KCNA hôm thứ Năm cho biết Triều Tiên đã ghi nhận thêm 96.610 người đang bị sốt trong bối cảnh nước này đã ra lệnh phong tỏa nhằm ngăn chặn đợt bùng phát COVID-19 đầu tiên của đất nước. Tuy nhiên các phương tiện truyền thông đã không đề cập tới việc liệu Triều Tiên có ghi nhận bất kỳ ca tử vong nào hay không. KCNA cho biết các tỉnh trên cả nước đang tăng cường chống dịch với các biện pháp như là thực thi phong tỏa và chặn các cảng biển, tăng cường sản xuất thuốc và vật tư y tế và đồng thời thực hiện công tác khử trùng. Người đàn ông Mỹ bị tuyên án tù chung thân vì lạm dụng tình dục trẻ em nam tuổi vị thành niên ở Việt Nam. Một tòa án ở Mỹ đã kết án tù chung thân đối với ông Christopher Edward Day, 52 tuổi, sau khi ông ta đã nhận tội lạm dụng tình dục trẻ em ở Việt Nam. Vụ việc bắt đầu từ mùa hè năm 2016, khi một tổ chức phi chính phủ địa phương ở Hà Nội đã báo cáo lên cơ quan điều tra an ninh nội địa (HSI) ở Việt Nam về khả năng một cậu bé tuổi vị thành niên có khả năng đã bị lạm dụng tình dục. Theo báo cáo đó, ông D đã thường xuyên đi lại giữa Florida và Việt Nam trong suốt nhiều năm để gặp gỡ và lạm dụng tình dục những cậu bé chưa đủ tuổi mà ông đã kết bạn và làm quen trên mạng. Ông D được cho là đã buộc nạn nhân giữ im lặng bằng cách chi tiền và tặng quà cho họ. Cơ quan điều tra HSI Việt Nam đã làm việc với cơ quan chức năng của đất nước và văn phòng an ninh khu vực của Bộ Ngoại giao Mỹ tại Hà Nội để xác định danh tính và phỏng vấn hơn 10 nạn nhân cùng với cha mẹ của họ. Trong quá trình điều tra, ông D đã trở lại Florida và vì vậy, Việt Nam đã yêu cầu sự hỗ trợ từ văn phòng HSI tại thành phố Tampa của Florida, nơi sau đó đã điều tra, phỏng vấn và bắt giữ D vì tội du lịch tình dục trẻ em vào tháng 8 năm 2019. Vụ án đã được khởi tố bởi cơ quan chống bóc lột và khiêu dâm trẻ em thuộc Bộ Tư pháp Mỹ và Văn phòng Luật sư Mỹ tại Tampa. Ông D. cuối cùng cũng đã phải nhận tội với những cáo buộc trên vào tháng 2 năm 2020. Bị cáo người Việt Nam trong vụ bắt cóc cựu giám đốc điều hành dầu khí Việt Nam Trịnh Xuân Thanh năm 2017 bị dẫn độ sang Đức. Các công tố viên Đức cho biết vào hôm thứ Năm, một người đàn ông Việt Nam được cho là có liên quan đến vụ bắt cóc một doanh nhân cấp cao theo phong cách Chiến tranh lạnh năm 2017 đã được đưa từ Cộng hòa Sách đến Đức. Nghi can được cho là có vai trò trong vụ bắt cóc cũ giám đốc điều hành dầu khí Việt Nam Trịnh Xuân Thanh. Tuyên bố từ Tổng công tố viên tại tòa án tư pháp liên bang ở Karlsruhe cho biết, bị cáo có tên là anh TL đã được giao cho nhà chức trách Đức hôm thứ tư sau khi bị bắt ở Praha vào đầu năm nay. Bị cáo anh phải đối mặt với cáo buộc hoạt động mật vụ và hỗ trợ và tiếp tay cho việc tước quyền tự do. Thông cáo cho biết, vụ bắt cóc được thực hiện bởi các thành viên của cơ quan mật vụ Việt Nam và các nhân viên của đại sứ quán Việt Nam tại Berlin, cũng như một số công dân Việt Nam sống ở châu Âu, trong số đó có anh TL. Nhà chức trách Đức cho biết, người đàn ông bị giam giữ đã tham gia vào thực hiện chiến dịch, theo dõi nạn nhân và đóng vai trò là người điều khiển các phương tiện được sử dụng trong chiến dịch. Tóm lược vụ bắt cóc năm 2017 Ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt bởi một chiếc xe tải vào tháng 7 năm 2017 ở trung tâm Berlin cùng với người bạn đồng hành nữ của mình. Hai người sau đó bị đưa về Việt Nam. Ông Thanh, một đảng viên đảng Cộng sản, là chủ tịch của công ty cổ phần xây lấp dầu khí Việt Nam do nhà nước điều hành từ năm 2009 đến năm 2013. Công ty phải chịu những thua lỗ lớn về tài chính dưới sự quản lý của ông Ông Thanh là một người trốn chạy xin tị nạn chính trị ở Đức trước khi mất tích. Sau khi trở về Việt Nam, ông Thanh bị tuyên hai án chung thân do các tội danh tham nhũng. Chính phủ Việt Nam tuyên bố Thanh đã trở về Việt Nam một cách tự nguyện. Vụ bắt cóc làm rạn nước quan hệ giữa Berlin và Hà Nội. Vào tháng 7 năm 2018, một tòa án Berlin đã kết tội Long NH, quốc tịch Séc, gốc Việt, có liên quan đến vụ bắt cóc anh ta chỉ nhận bản án 3 năm 10 tháng sau khi thú nhận tội ác. Chính phủ Đức coi vụ bắt cóc là xâm phạm chủ quyền quốc gia. Đức cũng trục xuất hai nhà ngoại giao Việt Nam vì vụ bắt cóc và phản đối đại sứ Việt Nam. Vụ kiện triệu đô Johnny Depp và Amber Heard, tại sao nam tài tử lại thua ở Anh nhưng thắng ở Mỹ? Năm 2020, tài tử Hollywood Johnny Depp thua trong vụ kiện cáo buộc tờ Sun của Vương quốc Anh tội phỉ bán. Nhưng hôm thứ Tư này, ông lại thắng vụ kiện về tội tương tự nhằm vào vợ cũ là Amber Heard tại một tòa án ở Mỹ. Khi bắt đầu phiên tòa mới đây, nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng cơ hội thắng của ông Depp thấp hơn so với ở Vương quốc Anh. Vì sự bảo vệ quyền tự do ngôn luận ở Mỹ rất mạnh mẽ, việc bồi thẩm đoàn cho rằng bà Heard phạm tội phỉ bán bằng một bài báo mà trong đó bà nhận mình là nạn nhân của bạo lực gia đình. Nghĩa là Bồi thẩm đoàn không tin lời chứng thực của bà. Ông Mark Stephens là luật sư về truyền thông quốc tế nói rằng, rất hiếm có vụ kiện mà giống nhau về bản chất, được xét xử ở Mỹ và Anh nhưng lại cho kết quả khác nhau. Ông tin rằng yếu tố chính ảnh hưởng đến chiến thắng của ông Depp ở Mỹ là vì phiên tòa ở Mỹ có Bồi thẩm đoàn trong khi phiên tòa ở Vương quốc Anh của ông kiện tờ báo lá cải của anh gọi ông là kẻ đánh vợ, chỉ có thẩm phán. Em bà đã thua hoàn toàn trước tòa án của công luận và trước bồi thẩm đoàn, ông nói. Trong cả phiên tòa ở Anh và Mỹ, các luật sư của ông Depp đều lập luận rằng bà Hurt đang nói dối để bào chữa cho vụ kiện của mình. Họ đã tấn công vào tính cách của bà Hurt và cho rằng thực tế bà mới là người bảo hành bạn đời. Ông Stephens nói... Đây là một chiến thuật bào chữa thường thấy trong các phiên tòa xét xử về tấn công tình dục và bạo lực gia đình. Nó được gọi là phủ nhận tấn công và đảo ngược nạn nhân và kẻ phạm tội, hoặc được gọi là "davo". Chiến lược "davo" này lật ngược thế cờ, đẩy cuộc đối thoại xa khỏi vấn đề. Vấn đề ban đầu là người bị cáo buộc có hành vi lạm dụng, ở đây là ông Dev, Sau đó chuyển thành người được cho là nạn nhân, tức bà Hurt, liệu có đáng tin hay không? Họ phủ nhận mọi thứ, họ phủ nhận việc họ là thủ phạm thực sự và họ tấn công vào uy tín của người lên tiếng tố việc bạo hành. Sau đó thì đảo ngược vai trò của nạn nhân và kẻ phạm tội, ông Stephens nói. Trong phiên tòa ở Anh, ông Stephens cho biết, thẩm phán đã nhận thấy chiến thuật đó và bác bỏ nhiều bằng chứng không liên đới trực tiếp đến việc ông Depp có phạm tội hành hung hay không. Các luật sư và thẩm phán có xu hướng không mắc vào nó, nhưng chiến thuật này rất, rất có tác dụng đến bồi thẩm đoàn, ông nói đàn ông có xu hướng tin vào các lập luận của chiến lược davos nhưng ngay cả nữ bồi thẩm viên cũng dễ bị như vậy mọi người có một khuôn mẫu trong tâm trí về việc một nạn nhân bị bạo hành có thể sẽ như thế nào và cư xử ra sao và tất nhiên tất cả chúng ta đều biết điều đó thường là sai theo Hadley freeman nhà báo của guardian từng đưa tin về cả hai vụ kiện nói với bbc rằng điểm khác biệt lớn nữa là việc phiên tòa ở Mỹ được truyền hình trực tiếp, biến phiên tòa này thành gần như là một màn chơi thể thao. Mỗi cú twist của phiên tòa đều được hàng triệu người đón xem, nhiều người trong số họ đã lên mạng xã hội để bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Depp. Trên TikTok thì hashtag Justice for Johnny Depp, tức là công lý cho Johnny Depp, đã có khoảng 19 tỷ lượt xem. Bồi thẩm đoàn được hướng dẫn không lên mạng đọc về vụ án nhưng họ không bị cách ly và được phép giữ điện thoại bên mình. Bà Freeman cũng cho rằng những đả kích mà công chúng vận động nhắm vào bà Heard là một chút phản ứng dữ dội của hashtag MeToo. Bà nói tin vào phụ nữ có vẻ là chuyện sư lơ sư lắc khi nói đến Amber Heard. Sau đây là cập nhật nhanh về tỷ giá đồng đô Canada, giá dầu và giá vàng. Vào sáng nay khi mở cửa giao dịch, 1 Canada bằng 0,7938 đô la Mỹ và bằng 0,7401 đồng euro. 1 Canada thì bằng 18.516 đồng Việt Nam. 1 đô la Mỹ bằng 23.263 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 116,60 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thô Brent là 117,50 đô la Mỹ một thùng. Còn giá vàng là 1.872,16 đô la Mỹ một ounce. Phần tin về tỷ giá cũng đã kết thúc bản tin này. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine. Culture Channel có video tin tức cập nhật hàng ngày và cũng có các video về văn hóa, đời sống, tư vấn di dân di trú được cập nhật liên tục trong tuần. Kính mời quý vị đón theo dõi. Và nếu quý vị chưa đăng ký kênh, chúng tôi kính mời quý vị nhấn đăng ký, subscribe và bật nút chuông thông báo ngay kế bên để được thông báo khi chúng tôi có video mới xin kính chúc quý vị và các bạn một ngày mới an lành và một cuối tuần vui vẻ và bình an hoàng anh tuấn liêm xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo